Yến Ngọc, Trần Nguyễn Hiếu, kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Chào buổi sáng của Đài truyền hình Vĩnh Long. Chương trình hôm nay tới năm ngày 14 tháng 11 năm 2024, gửi đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Quốc hội khóa 15 hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra của đợt 1 kỳ họp thứ 8. Cần có cơ chế đặc biệt cho dự án đường sắt tốc độ cao. Cảnh báo khẩn cho những người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài. Cả nước có tới 6,5 triệu người bị viêm gan B. Thưa quý vị, sau 20 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, trí tuệ, chiều qua, đợt 1 kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra, trong đó công tác lập pháp chiếm thời lượng lớn. Quốc hội đã thảo luận sôi nổi cho ý kiến vào nhiều dự án luật rất quan trọng như dự án một luật sửa 7 luật nhằm tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, dự án một luật sửa 4 luật gỡ khó về đầu tư quy hoạch hay dự án luật đầu tư công, luật điện lực, luật bảo hiểm y tế, luật việc làm. Xuyên suốt trong các buổi thảo luận và cho ý kiến vào các dự án luật, các đại biểu Quốc hội đều chủ động rà soát nhằm cắt giảm các quy định không cần thiết. Tại đợt 1 kỳ họp thứ 8 đã có 136 lượt đại biểu chất vấn, 18 lượt đại biểu tranh luận sôi nổi, thẳng thắn đối với 3 nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực ngân hàng, y tế, thông tin và truyền thông. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã báo cáo giải trình làm rõ thêm về những vấn đề thuộc trách nhiệm điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Trong đợt 1 kỳ họp thứ 8, Quốc hội cũng đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Theo báo cáo tiền khả thi, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam có quy mô lớn với tổng mức đầu tư dự kiến sắp xỉ 70 tỷ đô la Mỹ. Dù đối mặt với những thách thức, nhưng mà công trình này hứa hẹn sẽ tạo bước đột phá, tác động rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội. Và nhiều ý kiến cho rằng đây là thời điểm chín muồi, cần các bộ ngành quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đặc biệt cần có cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt để đảm bảo đúng tiến độ. Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam có tổng mức đầu tư xấp xỉ 70 tỷ đô la Mỹ với tổng chiều dài 1.541 km. Theo phương án thiết kế có hơn 900 km cầu cạn, 133 km hầm và 23 ga hành khách. Với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp nên sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi quyết tâm của toàn hệ thống chính trị. Và để bắt tay vào thực thi thì rất cần có cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt cho dự án này. Trình Quốc hội là 19 chính sách đặc thù, các cái chính sách này cũng có thể là chưa đầy đủ. Thì trong quá trình thực hiện thì khi phát sinh các cái vướng mắc mới thì cũng sẽ Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục kiến nghị với các cấp thẩm quyền để cho áp dụng các cái cơ chế đặc thù đặc biệt. Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch Đầu tư, việc triển khai dự án có liên quan trực tiếp đến khoảng 7 đến 8 lĩnh vực. Trong đó có ngành xây dựng, phát triển về hạ tầng đô thị, kinh doanh bất động sản và cả những ngành kinh doanh khác. Đặc biệt, tác động tích cực và lan tỏa đến tăng trưởng kinh tế cũng như bảo đảm an sinh xã hội. Chính vì vậy, dự án cần có cơ chế chính sách mở. Cần thêm một cái cơ chế mở sau này. Thì trong quá trình triển khai, nếu cần thêm những các cái chính sách đặc thù gì thêm thuộc thẩm quyền của Quốc hội, thẩm quyền của Chính phủ thì chúng ta hoàn toàn có thể đề xuất thêm, dành những cái ưu tiên cao nhất dành cho cái công trình này để chúng ta thực hiện nó, và cũng không có cái gì mà chúng ta phải lấn cấn hay ràng buộc mà sẽ thuộc thẩm quyền của cấp nào thì chúng ta sẽ trình cấp đó và sẽ phân tích những các cái hiệu quả mà cơ chế đặc thù đem lại. Theo báo cáo tiền khả thi, Chính phủ đề xuất 19 nhóm cơ chế chính sách đặc thù cho dự án. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng trong các nhóm cơ chế này thì cần phải có cơ chế linh hoạt, trao thẩm quyền mạnh hơn để kịp thời giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh. Lẽ là Chính phủ cũng ra công thử thêm xem, là thậm chí ngoài các cái nhóm đã trình, đã gọi là đã điểm mặt, đặt tên và đã có những cái nội hàm, thì liệu có cái cơ chế nào linh hoạt hơn, trao thẩm quyền mạnh hơn để có thể xử lý ngay được những vấn đề phát sinh để đảm bảo cái người ta gọi là cái tính hiệu quả trong cái công tác triển khai xây dựng cái dự án rất là quan trọng mà lại chưa có tiền lệ. Từ các tuyến đường sắt, các dự án giao thông đường bộ đang triển khai, Bộ Giao thông Vận tải cũng nhận diện các thách thức, khó khăn và cả các yếu tố rủi ro để xây dựng phương án khả thi cho dự án. Phân tích các cái kịch bản, các cái độ nhạy
về mặt tài chính, về mặt kinh tế các cái độ nhảy để chúng ta có những cái tiên lượng và có những cái giải pháp để kiểm soát ngay từ cái bước tiếp theo. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm, tập trung trí tuệ, thời gian, công sức xây dựng dự án tiếp tục trình cấp có thẩm quyền, đặc biệt nghiên cứu, đề xuất, làm rõ vấn đề quy động nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác, cũng như bảo đảm chất lượng, tiến độ triển khai dự án theo đúng lộ trình. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay đã có 732 số điện thoại di động thuộc các cơ quan nhà nước đăng ký định danh để liên lạc trực tiếp với tổ chức cá nhân nhằm phục vụ các công việc chuyên môn. Điều này đồng nghĩa với việc nếu nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại có độ dài 10 chữ số, đầu số 0305070809 mà tự xưng là cơ quan nhà nước nhưng không hiển thị tên định danh, người dân cần cảnh giác và không nên thực hiện theo các yêu cầu từ cuộc gọi này. Đây là dấu hiệu của các cuộc gọi mạo danh nhằm mục đích lừa đảo. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo nhằm vào người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài. Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng tên doanh nghiệp gần giống với các doanh nghiệp dịch vụ có giấy phép. Đặc biệt, các tài khoản nhận tiền lừa đảo có tên trùng với tên lãnh đạo của doanh nghiệp thật, tạo niềm tin giả cho người lao động. Để ngăn chặn tình trạng lừa đảo và bảo vệ quyền lợi người lao động, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước khuyến cáo những người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài nên trực tiếp liên hệ với các doanh nghiệp dịch vụ được cấp phép hoặc là cơ quan lao động tại địa phương để nhận tư vấn chính xác. Danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu lao động được cấp phép bởi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được đăng tải công khai trên trang web chính thức của Cục. Thông tin tại Hội thảo quốc tế tăng cường sàng lọc, chẩn đoán và điều trị viêm gan BC tại tuyến y tế cơ sở vừa diễn ra ở Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì toàn cầu có khoảng 254 triệu người đang sống chung với viêm gan B và khoảng 50 triệu người mắc viêm gan C. Đặc biệt, mỗi ngày thì thế giới có thêm 6.000 người nhiễm mới viêm gan B và C, 3.500 người tử vong. Đáng lo ngại, Việt Nam hiện là một trong 10 quốc gia có số người nhiễm viêm gan B và C cao nhất trên thế giới, khi có khoảng 6,5 triệu người nhiễm viêm gan B và 900.000 người nhiễm viêm gan C. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến khoảng 80.000 trường hợp xơ gan, ung thư biểu mô tế bào gan và khoảng 40.000 trường hợp tử vong hàng năm. Bệnh viêm gan virus là bệnh truyền nhiễm phổ biến gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe do các biến chứng của viêm gan virus. Trong đó, virus viêm gan B và C lây truyền qua đường máu, qua quan hệ tình dục không an toàn và lây truyền từ mẹ sang con. Thưa quý vị, tối qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai mạc lễ hội Ốc Ôn Bốc đua ghe ngò Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 6 và tuần văn hóa thể thao và du lịch Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2024. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban ngành trung ương và địa phương. Chương trình khai mạc lễ hội với chủ đề Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, hội nhập và phát triển được thể hiện qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc, đã giới thiệu tới công chúng văn hóa con người Sóc Trăng trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Thông qua các hoạt động của lễ hội, tỉnh Sóc Trăng kỳ vọng sẽ để lại những hình ảnh tốt đẹp trong lòng quý đại biểu và du khách gần xa, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội Ốc Ôn Bốc đua ghe ngò tỉnh Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 6 và tuần văn hóa, thể thao và du lịch Sóc Trăng lần thứ nhất năm 2024. Trong dịp này, tỉnh Sóc Trăng cũng được trao xác nhận kỷ lục về màn trình diễn nhạc ngũ âm với sự tham gia của 20 dàn nhạc và 200 nghệ nhân, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận có quy mô lớn nhất Việt Nam. Sau lễ khai mạc, hôm nay lễ hội được tiếp diễn với phần tranh tài của các đội ghe ngò trên dòng sông Maspero, hứa hẹn sẽ diễn ra đầy kịch tính với sự tham dự của 60 đội đua. Trên lĩnh vực giáo dục, thông tin từ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì trong năm 2025, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức thi đánh giá năng lực với hai đợt thi dự kiến vào ngày 30 tháng 3 và ngày 1 tháng 6 tại 26 tỉnh thành phố trong cả nước, tương tự như năm 2024.
Sau 7 năm triển khai, kỳ thi đã trở thành phương thức tuyển sinh đáng tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh không chỉ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở nhiều trường đại học và cao đẳng trên cả nước. Năm 2024, kỳ thi đánh giá năng lực đã mở rộng quy mô tổ chức tại 26 tỉnh thành phố trong cả nước, thu hút gần 107.000 thí sinh tham gia và được hơn 100 trường đại học cao đẳng sử dụng kết quả thi để xét tuyển. Và từ năm 2025, cấu trúc bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được điều chỉnh phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Theo đó, nhà trường sẽ giữ cấu trúc phần sử dụng ngôn ngữ và toán học, đồng thời tăng số lượng câu hỏi của hai phần này để tăng độ tin cậy và độ phân biệt của bài thi. Phần logic, phân tích số liệu và giải quyết vấn đề được cấu trúc lại thành phần tư duy khoa học. Các câu hỏi trong phần tư duy khoa học được xây dựng theo hướng cung cấp thông tin, số liệu, hoạch định, thí nghiệm. Thông qua đó, yêu cầu thí sinh thể hiện khả năng hiểu và vận dụng. Đề thi bao gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đã lựa chọn với 150 phút làm bài và thực hiện thi trên giấy. Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 8. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 4 giờ sáng nay, ngày 14 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 15 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại phân hiệu Vĩnh Long của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn Vĩnh Long phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức liên quan các đội tuyên truyền văn non tỉnh Vĩnh Long năm 2024. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích dành lành mạnh dành cho các em thiếu nhi phát huy năng khiếu sở trường, mà còn là dịp để các cấp, các ngành quan tâm, bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, nhất là thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, xây dựng trường học hạnh phúc. Tham gia liên quan lần này có 8 đội đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố. Mỗi đội tham gia 2 phần thi với nội dung thi xoay quanh kiến thức về luật trẻ em năm 2016, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, các nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em và các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em trong và ngoài môi trường giáo dục. Với chủ đề là an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường và xây dựng trường học hạnh phúc, mang cái ý nghĩa là tuyên truyền đối với các ban ngành, các cấp bộ đoàn cũng như xã hội về việc là bảo vệ trẻ em trước những cái ảnh hưởng xấu của xã hội hiện nay, và bên cạnh đó cũng là cái môi trường để các em mà thể hiện cái vai trò của mình trong việc mà đóng góp các vấn đề của xã hội có liên quan đến trẻ em. Bên cạnh phần thi kiến thức, các đội còn tham gia phần thi sân khấu hóa với nhiều hình thức như hài, kịch, tiểu phẩm kết hợp với cổ động trực quan. Với sự đầu tư chỉnh chu, nhất là ứng dụng công nghệ số vào phần thi, các đội đã mang đến liên quan nhiều tiết mục hay. Đến với cái liên quan lần này á, em được xem rất là nhiều cái tiểu phẩm hay và giáo dục về giới tính, sau đó là giáo dục về học đường. Qua đó thì giúp tụi em nhận biết được là những cái nào là nên hay là không nên ở trong trường học và những cái biện pháp phòng tránh bạo lực học đường. Liên quan lần này giúp cho chúng em tiếp thu nhận được những kiến thức mới và tự tin trước đám đông và tạo cho chúng em sân chơi bổ ích. Sau buổi liên hoan này thì em sẽ tuyên truyền cho các bạn ở trường phòng chống bạo lực học đường, bởi vì nó gây hại rất nhiều về tinh thần lẫn thể chất. Vì vậy, hãy nói không với bạo lực học đường để xây dựng một môi trường hạnh phúc. Liên quan các đội tuyên truyền măng non là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp các em phát huy khả năng sáng tạo, tự tin, bản lĩnh trước đám đông, tăng cường sự tham gia ý kiến của các em vào các vấn đề trẻ em quan tâm, thúc đẩy quyền tham gia của các em, đặc biệt là nâng cao nhận thức của các cấp bộ đoàn, đội, thiếu nhi và toàn xã hội về các quyền bổn phận của trẻ em, hạn chế thấp nhất trẻ bị đuối nước, bị bạo hành, xâm hại,
tạo sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi, đặc biệt là trong thời đại công nghệ số.